Lần đầu Trâm xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi Euro trên miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 27 tháng 12, em xin hạnh giới thiệu tiếp các một trận đấu của hãng Tuller với một em của nó là PDR D50. Chiếc đầu này thì được sản xuất khoảng năm 2000. Đấy. Ở đó sở hữu xanh ngang của nó là 42 cm, chiều cao của nó là 10,5 cm và chiều sâu của nó là 30 cm. Nó nặng khoảng 4,5 kg. Mặt là được sơn màu vàng gold, rất đẹp và sang trọng, đồng hồ quát hiển thị sáng rõ. Đấy. Giá thuốc xưởng của chiếc này thì chiếc thuế nó rơi vào tầm độ 69.000 yên, nó tương đương với khoảng độ 14 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Chiếc đồ này thì chức năng là đọc và ghi đĩa CD. Đấy. Ngoài ra thì nó có chức năng làm giải mã mạng không cần đĩa mồi 24 bit qua đường cổng quang, qua đường cổng cô xoan, chuyển đổi âm thanh qua đường analog. Đấy, rất là tiện lợi để cho bác chơi. Một chiếc đầu nó kết hợp khá nhiều chức năng. Đấy. Ngoại hình thì là đẹp, chất âm hay. Đấy. Và những chiếc đầu của Peeler này nó ghi cũng rất là chất lượng nhé. Này, và nó ghi là nó ghi những dòng đĩa với follow đấy ạ. Về phần ngoại hình thì em xin quay chi tiết để bác được chiêm ngưỡng. Về phần ngoại hình thì cái cạnh góc bên dưới này thì nó có hơi cấn nhẹ một chút các anh ạ. Và đây có một cái vết sức hơi mờ. Đấy. Nói cạnh này thì nhăm nhăm một chút thôi, không đáng kể. Đấy. Cạnh đây thì nó có cấn này, một chút này. Đấy. Còn lại thì rất là đẹp, đây, 24 bit này. Đấy. Đồng hồ các hiển thị sáng rõ, có hai đèn tia. Đấy. Đây thì khá đẹp. Đấy. Còn đối bên đây thì có một cái vết xước đây, nắm lưng thì đẹp này, nằm mới. Trên nó rất là mới ạ. Cạnh trên nó vết xước nhỏ. Đấy. Phía sau đây, model của nó là PDR D50, điện 100V, công suất của nó 11W, sơ đi máy của nó là 003522JP, có dây nguồn 3 chấu rời. Đấy. Và đây nó có đầy đủ đường vào và đường ra, đường analog vào, đường analog ra, đường quang vào, đường quang ra, đường cô xoan vào, đường cô xoan ra, rất là tiện lợi. Chiếu piêu lỡ thì nó mới đi nghe thiết kế đầy đủ như vậy. Đấy, và đây có cái vết chày đây. Đấy. Và đây là phần nội thất bên trong của chiếc đầu này. Nội thất bên trong thì chiếc này cũng rất là mới rồi, máy móc zin nguyên bản, mót đọc thì cũng zin theo máy luôn. Tụ lọc nguồn là tụ lọc của Jubecom nhé, Jubecom đây ạ. Toàn bộ tụ này tụ Jubecom hết, màu đen này. Đây thì là tụ của Digicom. Đấy. Jubecom là hãng sản xuất tụ rất là có tiếng rồi, nó có những cái tụ bracket đấy ạ, rất là nổi tiếng của anh em chơi luôn, là mới luôn. Đây là phần ghi, đây là làm rất là kỹ càng rồi. Và sau đây thì em cũng xin test các chức năng hoạt động của chiếc đồng này để cho các bác được thưởng thức. Và chiếc đồng này trong tình trạng thì nó cũng có bị chày như vậy á, thì em bán với giá chỉ có 3,8 triệu đồng thôi. 3,8 triệu đồng em bao phí ship toàn quốc cho con nào chuyển đủ tiền, và em tặng kèm một dây quang dài 1,8 m để cho các bác kết nối thì bên ngoài. Đấy. Và trong quá trình nhận hàng các bác test kiểm tra, nếu như sản phẩm bên em bị lỗi các bác giữ nguyên tem niêm phong đóng gói cẩn thận gửi lại em sẽ hoàn tiền là 100% cho bác nếu em kiểm tra đúng lỗi, hoặc các bác đổi sang sản phẩm khác tùy theo ý của mình. Còn trong quá trình sử dụng thì bên em không bảo hành, bên em chỉ hỗ trợ sửa chữa cho bác nếu các bác không có thợ sửa chữa khi sản phẩm bị lỗi. Đấy. Và bác nào thì chơi đồ bãi hiểu về đồ bãi thì mua, còn nếu không hiểu thì tốt nhất là đừng mua để mất công cả người mua và người bán nhé. Đấy. Vì đồ bãi thì cũng không biết được lúc nào nó hư,
có sản phẩm nó bền theo năm tháng, có những sản phẩm nó xảy ra sự cố, thì cái điều đó thì các bác thông cảm giúp em. Đấy. Rồi trước tiên em test cái đĩa CD để cho bác được thưởng thức ạ. Trong đây có một cái đĩa CD rồi. Do là đầu ghi, thế là khi nhận đĩa thì nó hơi chậm một chút, và đặc biệt đó là đĩa chép mà đúng nhé. Rồi các bác đeo tai phone vào để em thưởng thức ạ. Đọc rất tốt ạ. Ngoài thêm quê hương người người chỉ một, nhưng
đồng xanh trái ngon, nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta dâu sương dài nắng, viên chờ neo lều trạch mái diều, kia gió bạn nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi. Nước qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu. Thiếu quê hương ta về, ta về chức năng đọc đĩa CD của chiếc đầu này hoạt động hoàn hảo. Em cho CD ra và em test chức năng DSC hay còn gọi là giải mã nhé, nó được thưởng thức. Và đây toàn bộ ở đây là cái nút input là để chọn đường vào, thì ở đây nó sẽ hiện đèn có nhé. Đây hiện tại đang ở đường cổng quang này, rồi hiện cổng cô xoan, rồi được cổng áo lốc ngay con lưu giúp em. Và chỉ cần ấn nút gì qua hoặc ấn nút monitor này là xong. Rồi, đây là đang đường ở được cổng quang thì mình ấn monitor nhé. Cô Xoan này. Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói. Làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng lũy tre muộn đẹp như trăng mười sáu, cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng. Đừng lúc này tăng giảm âm lượng được cũng nhá. Màu nắng má nàng hồng, thơm mùi thơm lúa non. Đường cổng quang. Dễ mấy ai vui, em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi. Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Rót cho kéo nhé, kéo lầm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có dàn thiên lý, có người tôi thương. Nhưng rồi người trai anh hùng ấy đã chết, bóng cười chuông đổ ban chỉ
chức năng làm DC qua đường Cổng Quang, qua đường Cổng Cô Soan, rồi qua đường A Lốc hoạt động hoàn hảo. Đấy, và giá thì em bán với giá là 3,8 triệu đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho bạn nào chuyển đủ tiền. Bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại của bạn là 0907 23 269 ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.